Tôi sinh ra và lớn lên từ thành phố này, một thành phố giàu bản sắc văn hóa. Tôi chẳng thể nhớ là tôi đến với hội họa từ khi nào, chỉ biết rằng nó là một phần không nhỏ trong đời sống của tôi. Cũng như một vài quốc gia tại châu Á, sơn mài là loại hình nghệ thuật độc đáo và có nguồn gốc lịch sử từ rất xưa. Nghệ thuật sơn mài có một chỗ đứng quan trọng trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Họa phẩm dùng trong sơn mài cũng đa dạng và rất khác biệt. Vỏ trứng, vàng, bạc và các màu nguồn gốc tự nhiên là những vật liệu tạo nên sự khác biệt độc đáo về mặt thị giác. Vẽ trong nhiều lớp, lấy màu và mài lấy độ phẳng là hai yếu tố cần thiết của loại hình nghệ thuật này. Việc hình thành nên một tác phẩm, chất liệu sơn mài tự nhiên thường cần một thời gian khá dài và trải qua rất nhiều những công đoạn khác nhau. Con người và phố phường Hà Nội xưa luôn hiện hữu trong các tác phẩm của tôi, bởi tôi là một phần của thành phố này.